Ủa chị, cái này bán được không? À dạ. Ủa mà vậy là sáng sớm mình họp, nhóm họp từ mấy giờ chị? À, tới mấy giờ là chị tăng chợ? À, 5 giờ mấy, 6 giờ thôi. Một cầm buổi gì đó chị? Dạ. Chiều cũng đông. À dạ. Dạ. Dạ em xin phép quay vòng. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Đây là cà pháo nè quý vị. Rồi em thì mình để đó ổn không đấy chị? À vậy hả? Không không kệ đi, chút nữa em quay lại liền à. Em đi liền. Dạ. Không sao. Dạ chút nữa em quay ngược lên tới đó. Dạ lên mạng anh ơi. Dạ. Dạ quay phim coi. Quay làm gì? Quay phim đưa chị nó lên mạng. Dạ. Chưa có xong cái gì? Dạ đúng rồi. Đâu có, con quay đưa lên mạng cô ơi. Dạ. Dạ không ấy. Ủa cái này cô bán được không? Hả? À? Cô bán được không? Bán cũng lay gai rồi, mai bán. À giờ thấy chợ nào đi cái này tới đó là vòng lại là hết chợ phải không? À đi tới đó là tới chỗ xe đó là hết con khu vực chợ. À dạ dạ. Vậy là con đi này, tại vì con đi chút mới con lên núi Sập con chơi. Dạ, núi ha, ở chùa. Dạ. Con ở chùa chảnh. Rồi sẵn dịp ngay chợ này cái con quay luôn. Dạ. Con xin phép cô. Dạ. À, đi tới đó là đi quay trở lại xuống chợ cá rồi lại đó. À dạ. Dạ quay gửi lên mạng đó coi. Cho con quay cái nha chú. Dạ. Ở cái này bán được không cô? Dạ được anh ơi. À dạ. Wow. Rất là nhiều đồ. Cái này có đường mấy em đi nước ngoài chưa không? Dạ có. Dạ. Em cảm ơn. Dạ con đi luôn cô. Để làm mai cho ông được rồi. Dạ. Hả? Để làm mai mai năm. Dạ. Quay đem ra đặng thấy người mẫu đó. À, tôi nghe nói chuyện nói với tà lao quay bò. Cô bán được không cô? Được. À dạ. Đây là quay. À, ủa mình bán buổi sáng là từ mấy giờ cô há ở đây? Ở đây mà có người thì bán tối ngày, còn ví dụ như mình bán buổi sáng rồi về. À dạ, là khoảng tới 11 giờ hay mấy giờ cô? Ừ. À, ủa cô chợ cầu vàng. À, cái cầu đó là cây cầu vàng. Cầu vàng đó đó.
cầu này là cầu màu vàng. À để con qua cây cầu đi con biết chợ. Màu vàng đó, đó màu vàng đó. À dạ. Đây là cầu vàng. Ủa nãy sao con chợ này luôn. Dạ. Thịt rất là tươi nè quý vị. Cho con quay một cái nha. Cô cái này bán được không? Gì đó hả? Cô đủ sống không cô? À, gì đó hả? Dạ. Cho con quay không? Tươi lắm nè quý vị. Cô cái này test xong phải không cô? Test xong. À dạ. Chuột rất là tươi nè quý vị. Chuột này chắc chuột đồng rồi. Dạ. Cho con quay con cá này cái coi ha. Con cảm ơn. Cho năm mươi đi. Ừ, chúng ta cho 50.000 đấy. Wow, con quay cá này chút rồi. Để con cảm ơn. Dạ. Dạ, cái máy quay đó con. Dạ con quay gửi cô quay gửi vô đâu dạ. YouTube YouTube hả? Dạ quay quay để sao quay cái mặt tôi mà quay đâu muốn gì vậy? Ừ, làm tôi muốn nè trời ơi. Ừ chị mới biết bán được không chú? Bán cũng được được. Ồ mình bán thường tới mấy giờ là chú về? Bán khoảng 10:30 1 giờ là về rồi. À vậy là mình gần đây luôn hả hả chú? Dạ gần đây bán từ 200 mét. À dạ. Đây là chú rất là vui tính. Vui bình thường, chạy ơi, chạy bố mà vui vẻ mà rẻ tiền không móc túi người ta được, chạy đó. Không? Ở chạy mà phải vui vẻ vậy mới được. Rồi con cảm ơn chú, con đi vòng đó. Cái này dạ để con quay cái này đẹp quá. Dạ. Dạ cô vô ký hiệu miền Tây cô coi là chợ cầu vàng. Chợ cầu vàng. Dạ. Dạ. Cô đánh lên lên mạng để lên YouTube á, chợ cầu vàng là sẽ ra chắc khoảng khoảng tuần nữa con sẽ đưa lên. Cái này bán được không cô ha? Dạ. Gì đó hả? Mà đủ sống không cô? Đủ sống mà không đủ thì góp. Biết nào thì ăn đủ, cho ăn ăn đủ. Dạ. Con nào không đủ. Dạ. Ủa là cô bán tới mấy giờ là cô mới về? 11 giờ. À 11 giờ. Có bác có bán tới chiều luôn. 11 giờ về, chưa 1 giờ về chú bán nữa. À vậy là chiều mà mấy giờ là về nữa? 1 giờ chú bán nữa. À rồi mấy giờ rồi, buổi chiều mới về? 5 giờ. Dạ. Cái heo đẹp kìa quay bằng. Rồi rồi, rồi quay cái đó nó mới đẹp. Cái người nó mới đẹp hơn cái heo. Cái heo kìa quay cái heo đẹp. Ủa cô cá heo này 1 ký là nhiêu cô? Hả? Cá heo là 1 ký nhiêu? 150. À nhìn đẹp quá. Dạ. Mấy giờ đi nhậu mày nói luôn mày. Dạ con cảm ơn cô. Ủa cô cá heo này là cá sông hay là cá đồng? Cá sông. Cá sông chứ không phải cá sông. Con nhìn đẹp quá. Không cái này con mới biết đó. Đó. Con ở Kiên Giang mà con không biết con cá này. Cá dễ trà rồi. Cá dễ trà rồi á. À.
Ủa cái này bắt trà thôi hả cô? Trà rồi chai đó, người chai đó. Ủa cô thì vậy là chế biến là người ta chế biến làm sao cái? Nó phải chua, kho tiêu không chua, kho tiêu. Kho tiêu luôn. Quéo quá. Một quéo chua cũng được. Một quéo là coi đem chua đó dạ. Dạ cảm ơn cô. Wow, con mới biết cái cá này đó. Cá heo đã chết đó, đèn lương nè. Oh. Dạ rõ con, rất là rõ. Con cảm ơn cô. Dạ. Cái này cá hú với cá đuôi hồng. Dạ. Ồ, nó sống hết trơn à. Con đi luôn cô ơi. Con quay một cái nha cô. Wow. Đây là nhái nè quý vị. Bán có. Ồ, ếch lộn. Nhái còn con nhỏ hơn. Nhái thì nhỏ hơn con nhỏ. Và ủa cô, nhái này là ký ổ ớt này ký như cô ha? Hả? Cái này là ký như cô? Cái đó mình lột vậy luôn là 60. À, còn nếu không lột? Không lột cũng vậy nữa, tại vì mình bắt còn này là phải lấy bụng. À, con hiểu. Còn nguyên con cũng 60. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Dạ. Quay phim cá. Dạ, quay phim à. Dạ. Không có bắn con cá ta có à? Dạ, đang bắt cá bự quá cô ơi. Rồi, dính cô luôn rồi. Dính bài không rồi. Quay này là quay cái gì vậy em? Chị đánh vô chợ Cầu Vàng đi, vài bữa nó có mình lên đó. Chợ Cầu Vàng phải không? Dạ. Rồi, vài bữa đánh lên chợ Cầu Vàng. Chợ Cầu Vàng hả? Dạ. Chợ Cầu Vàng Thoại Sơn. Chợ Cầu Vàng Thoại Sơn, khi nào có em? Chắc khoảng 5 tuần nữa có. Tiền tôi có không? Rồi cho cô à, cho cô ấy lên luôn. Dạ. Cô cái này mình bán được không cô? Dạ. Ủa sao lại gần Tết lại bán ế cô? Cổ ha. Ủa mà đủ sống không cô? À dạ. Thôi con cảm ơn cô. Quay đi, quay cái bông cải xanh đó đi, với ớt xanh nó tỏ đó. Dạ. Nấm lên đó, quay đi. Đẹp quá. Dạ. Dạ. Đó. Rồi lên nhớ Facebook đó là chương trình ấy đi. Tao quay đó. Dạ. Tôi cảm ơn cô. Ủa cô, con chạy chạy vô Thoại Sơn là còn xa không cô ha? Ở đây là nằm cái vùng Thoại Sơn. Không, rồi. Lên ngay cái núi ngay hồ ông. Đây dòng lên. À dạ. Rồi con cảm ơn cô. Chừng nào có bán từng nữa cô. Dạ cô đánh là chợ Thoại Sơn lên Google á. Google nha. Dạ. Rồi trong trong quay năm cái muối đi. Quay cái muối đi. Quay cái này nè. Quay cái muối vậy đó. Ủa cá muối này bán là sao cô? Cá muối à, cá muối này 60.000 một ký. À dạ. Cá muối này ngon lắm. Dạ. Ai chụp được không? Hai chục được anh ơi, 250 gì em. Em hẹn chị đó. Dạ con cảm ơn cô. À dạ. Cho tôi phát biểu vài tiếng rồi được không? Dạ. Được không? Dạ được. Dạ được hả? Năm nay là năm Quý Dậu nhưng mà biết sao không, nó không được như là ý muốn của người dân, là mưa gió hắt mùa rồi. Dạ. Đồ gãy thì ra quả lên hoài. Ừ. Gạo hóc thì lên hoài, không có được trúng mùa như là năm ngoái. Dạ. Ha, năm sau là năm Mậu.
mẫu tức nè, mẫu còn mẫu đuối ác nữa. Thiệt luôn đó. Rồi là bây giờ là dân chúng á ha, là chợ thì ế, giặt giá thì leo thang, đồ thì mắc mỏ, con cái thì đi học nhiều mà không có tiền lo đủ. Yêu cầu là nhà nước á, là phải cho là cho dây là chợ này là chợ của huyện Hội Sơn mà cầu vàng. Rồi cho dây đặng người ta lo cho con cái đi học. Ha, tôi có ý kiến là như vậy đó. Để năm sau là năm mẫu lúi đó ha, còn mẫu ác còn không bằng năm nay. Năm nay là Quý Dậu là tốt nhất mà con không được như ý nữa. Mưa gió hắt mùa không hà. Dạ con cầu chúc bà con mình sẽ mua may bán đất trong năm mới. Để đỡ hơn năm nay. Đỡ hơn năm nay là mưa gió không có đó ha. Đừng có bão nữa ha. Dạ. Rồi anh Dũng cái gì nữa? Dạ con cảm ơn. Bán được không cô? Khổ quá, khổ bao nhiêu số rồi. Con không có đủ đâu. Hai vé đi con. Rồi, lấy hai vé giùm con này. Hai vé ăn lắp hay hai lắp? Dạ hai lắp cũng được. Bao nhiêu? Rồi. Dạ. Đúng không? Chúng người đọc đất nha. Dạ không, con up lên YouTube đi cô ơi. Dạ bữa nó cô đánh trong YouTube á. Dạ, chở cầu vàng. Dạ bữa nó có cô vô lên mạng. Dạ bữa y quên. Dạ ok bả đây. Dạ bữa nó bả lên mạng. Rồi. Bao nhiêu số nè con? Dạ. Cái này mới đẹp nè. Cái này là gì cô ha? Cái này chả lụa. Chả lụa. Đây. Đây là em bán chả lụa rất đẹp. Rồi mất tiêu rồi. Con đi luôn cô ơi. Cảm ơn cháu. Dạ. Chơi rất thật liệt. Đây là chợ cầu vàng, có cái cầu vàng. Cầu vàng luôn hả chú? Dạ. Khép chưa chú ơi, khép kép chưa chú, coi quay nó đẹp. Trời ơi, đã rửa lộ cho quay rồi. Đậu đây ta la kìa. Xích vô một chút là được rồi chị. Đi luôn cô ơi. Cô ơi cho con quay bánh đi nhé. Quay đi kênh, quay đi. Quay thôi mà chết quay bánh là bắt đắt lắm đó. Quay là bánh đắt lắm. Cái này 2 miếng 5 cái này gọi là bánh của cô gì cô? Cô Lệ. Bánh của cô Lệ. Cô bán rất là nhiều loại bánh. Rất là nhiều. Bò bông, đủ thứ bánh hết. Quý vị nào có ghé ngang chợ Cầu Vàng thì có thể ghé cô Lệ để mà mua bánh. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Mấy cô cái màu nào mấy cái? Đây là cô. Con đi luôn cô ơi. Dạ. Con cảm ơn cô. Không có thấy chị ấy rồi. Nè, đó, chụp coi quay coi. Đẹp không? Bà Tám. Dạ đẹp. Bà Tám ơi, đẹp không? Tướng chuẩn à. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ không, cái này con quay con up YouTube. Có nghĩa là ơ
không trái hấu gì đâu. Quay đẹp không? Dạ. Cái này mình bán được không chú? À dạ. Là khoảng mấy giờ là chú về? Tới chiều. À tới chiều luôn hả? Ủa vậy là chú đậu ghé đây hay là? À dạ. Dạ. À, mong chú là luôn mua mai bán đắt hả? Dạ. Cảm ơn chú. À. Dạ. Hoa đẹp. Ủa chú, cái này mà con chạy vô ngay chỗ núi à? Cái gì? À ngay chỗ lòng hồ nước sạch thì nó còn sao không? Để em coi nè. Mình đi đường nào nó găng không? Đi ra nè. Còn mình nếu mà mình chạy thẳng luôn là vô đâu chú? Đi ngược chạy ra, chạy thẳng luôn là ra Long Xuyên. À, đi ngược chạy ra, bỏ cái ngã ba này, ngã ba thứ hai. Ngày 3 thứ 3 thì quẹo lên là cái đồng hồ. À dạ. Rồi cảm ơn. Tại nó cho con quay cái này cái. Bánh cầu. Bánh cầu gai nè quý vị. Cầu gai. Đây là táo. Táo. Cái hồng, có cái hồng đẹp. Dạ. Cái hồng đẹp. À. Má mày ra cái dở. Dạ. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Dạ con cảm ơn cô. Dạ.